Từ một địa phương được đánh giá có tiến độ tiêm vaccine chậm so với các tỉnh thành, đến nay Đồng Nai đã vượt lên dẫn đầu cả nước về tiêm phủ mũi 2 cho người dân với tỷ lệ 87,8%. Theo Sở Y tế Đồng Nai, đến nay toàn tỉnh đã tiêm hơn 4,9 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn. Trong đó, hơn 2,74 triệu người được tiêm mũi 1 và hơn 2,17 triệu người được tiêm mũi 2, đạt tỷ lệ 87,8%. Giải thích về nguyên nhân Đồng Nai đạt được kết quả như trên, ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết có 4 lý do chính. Đầu tiên là sự ủng hộ của chính phủ, Bộ Y tế ưu tiên cấp vaccine cho Đồng Nai tiêm cho người dân trên địa bàn. Thứ hai là việc Đồng Nai chấp thuận chủ trương rút ngắn thời gian tiêm mũi 2 đối với vaccine AstraZeneca từ 8 tuần xuống 4 tuần. Nhờ đó, khoảng cách giữa hai mũi tiêm được rút ngắn, tiến độ tiêm vaccine được đẩy nhanh hơn. Thứ ba là toàn bộ hệ thống y tế, các trạm y tế, đội tiêm chủng được tăng cường, bổ sung từ huyện này qua huyện khác nên công suất được nâng lên. Và cuối cùng là người dân ủng hộ chính sách tiêm chủng của nhà nước. Cũng theo Sở Y tế Đồng Nai, sau một tuần triển khai, toàn tỉnh đã tiêm mũi 1 vaccine COVID-19 cho hơn 112.000 trong tổng số gần 300.000 trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn, đạt tỷ lệ 38,4%. Theo lãnh đạo Sở Y tế Đồng Nai, việc tiêm chủng cho trẻ sẽ theo thứ tự lứa tuổi giảm dần. Trước mắt ưu tiên tiêm cho trẻ từ 15 đến 17 tuổi, sau đó sẽ hạ dần độ tuổi theo tiến độ cung ứng vaccine và tình hình dịch trên địa bàn.